Vâng, xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã đến với PC Gaming. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc PC đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua để edit các cái video clip cho kênh PC Gaming. Thì có rất là nhiều bạn comment hỏi mình là anh vui kê nhiều như vậy và anh làm cả biên tập video để cho cái kênh YouTube ấy, thì cái cấu hình của anh nó, cái cây của anh cấu hình nó như thế nào. Hôm nay tiện thể mình mới thử là con Seasolic này, Seasolic với chuẩn 80 Plus. Để thay cho em nói thì mình có thể giới thiệu cho các bạn cái cấu hình của mình đang sử dụng, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vệ sinh PC như nào cho nó phù hợp và an toàn nhất khi chúng ta đã sử dụng qua một thời gian dài các bạn nhé. Trước tiên là mình sẽ mở nó ra để giới thiệu cho các bạn về cái cấu hình của nó. Tí nữa mình lắp vào thì sẽ nói đến em về sau nhé các bạn nhé. Để tặng em nó đây đã. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là toàn cảnh nội thất của em nó. Trông thì cũng khá là thầm hố ấy, tuy nhiên thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Đầu tiên, đó chính là chiếc cái nguồn Cooler Master 750W. Tiếp đến là một thanh giang. Mình dùng một thanh các bạn nhé, mình không dùng nhiều đâu. Đó, chính là thanh Corsair 8GB các bạn này. Đó, Corsair 8GB các bạn nhé. Tiếp theo, đó chính là cái hình. Các bạn chờ mình tí mình lấy túi mình tháo. Đó, cái màn hình này các bạn nhé. Đây là cái hình này các bạn nhé. Đây chính là con 750T. Đó, đây các bạn này, 750T. Đó, con này thì cũng không có gì là ghê gớm, giá thì chỉ tầm từ 1,5 triệu như hôm nọ các mình đã nói trong cái video clip về các cái Vega cần mua đấy. 750T MSI. Rồi, tiếp theo đó chính là chiếc cạc wifi. Vì mình không sử dụng mạng dây nên mình sử dụng một cái cạc wifi. Theo đó chính là chiếc cạc wifi, cạc này dùng để thu wifi cho máy bàn các bạn nhé. Nếu các bạn sử dụng mạng dây thì không cần cái này. Con này với tốc độ là 300m các bài một dây. Đó, với 3 dâu wifi. Tiếp đến đó chính là chiếc SSD 240GB của Extreme Pro. Các bạn này, Extreme Pro. Con này là 240, con này thì tương đối đắt. Tiếp theo bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là cái main và con chip, nơi hội tụ hết sức mạnh của cái con cây của mình. Mình còn dưới đây hãng còn hai chiếc ổ cứng nữa các bạn nhé. Hai ổ cứng này thực ra thì với các bạn sử dụng ở nhà thì các bạn không cần đâu, vì mình làm video mình biên tập video nên là cần hai cái ổ cứng này để nó lưu trữ, để cho nó có thể lưu trữ được dữ liệu thôi. Chứ các bạn ở nhà thì các bạn không cần cái này đâu. Đây là con 80 Bluetooth này. Đây là con Cooler Master 750W GX2. Cũng là chuẩn 80 Bluetooth. Cực kỳ ngon. Nói chung là giá của nó thì cũng rất là chát, các bạn không cần phải dùng đến con như này đâu, bởi vì mình có quá nhiều cứng với các thiết bị ngoại vi á, đâm là mình mới cần phải con nguồn nó khủng như vậy để nó kéo tránh chết các bạn nhé. Tiếp theo giờ chúng ta sẽ tháo cái main này. Đó, đây chính là chiếc main của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy không? Đây là chính là con P75 D3 của Giga. Vì mình có sử dụng con P75 D3 này ấy, thì con chip làm như thế này nó cũng không khủng lắm đâu các bạn. Để mình tháo cho các bạn xem. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là con chip mà mình đang sử dụng hàng ngày để biên tập video cho kênh PC Game cũng như để test các game cho các bạn.
đó chính là con Core i5 3570. Đây, Core i5 3570, các bạn nhìn thấy không? Đó, thì nếu mà tính về giá thành ấy thì con này nó chỉ đắt hơn cái con cái cây 5 triệu mà mình đã bui cho cái bạn Phương ấy, thì nó chỉ khác ở chỗ là con chip về nó đắt hơn một tí, đắt hơn khoảng 100.000 này, và cái main này, cái main B75 này đắt hơn cái main H61 đấy tầm khoảng 200, tính ra là tầm khoảng 6 triệu để các bạn có thể edit video thoải mái cũng như chơi game giải trí và làm việc ở mức độ nói chung là cũng rất là ổn, ngon. Nhưng mình làm toàn bộ clip cho kênh PC Game bằng cái kênh như này thì các bạn có thể thấy được cái khả năng làm việc của nó như thế nào rồi, đúng không? Quá trình sử dụng lâu dài quá, lâu quá đâu mà nó cũng tương đối là bẩn. Và mình cũng hoàn toàn dùng đồ cũ các bạn nhé, cũng không phải dùng đồ mới đâu, tất cả đều là đồ cũ. Và thời gian sử dụng cũng khá lâu rồi, đâm nó cũng hơi bẩn. Nên hôm nay mình tiện thể mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh như nào cho nó phù hợp. Để vệ sinh một con máy ấy, thì các bạn chú ý nhiều nhất đó chính là việc khi các bạn tháo ra như này thì các bạn có để nguyên con chip như này, đừng tháo con chip ra và lau chùi ở trên main này thôi. Sau đó chúng ta sẽ thổi nó đi các bạn nha. Đó. Này. Các bạn để nguyên con chip như này để tránh bị cong chân nhé. Xong các bạn lau chùi ra trên này, xong các bạn thổi nó đi cho nó sạch sẽ. Khi chúng ta vận hành tầm khoảng một thời gian tầm 1-2 năm ấy, thì các bạn lên làm một lần như thế này để cho máy nó sạch sẽ. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào đến mùa ẩm ấy thì cái hơi ẩm nó sẽ bám vào những cái bụi này, nó sẽ làm cho chập mạch, làm cho bị đoản mạch hay chập thì đó, thì nó sẽ hỏng máy của chúng ta các bạn nhé. Các bạn cứ lau như mình này, xong bắt đầu dùng cái quạt thổi hay cái gì thổi cũng được. Đây, mình có quạt bóp đây, mình có thể thổi đây. Đấy, rất là sạch. Rồi, đây là phần main nhé, chúng ta vệ sinh như vậy là được rồi. Lấy đến cái quạt thì với quạt chip thì các bạn chỉ cần vệ sinh nó bụi ở đây, với cả nếu mà bụi nó dính ở dưới cái cục tỏa nhiệt sắt đây thì các bạn tháo ra. Các bạn tháo như này, tháo cái quạt này ra. Đây, các bạn tháo cái quạt này ra để có thể vệ sinh được cái cục sắt ở dưới, thì các bạn tháo quạt ra. Đó, vệ sinh hết chỗ này cho mình nhé. Xong rồi ấn vào, vậy là xong. Đấy là chúng ta sẽ vệ sinh xong quạt và bôi keo tỏa nhiệt thôi. Mình dùng thì mình cũng hơi ẩu nên là cái keo tỏa nhiệt mình cũng ít bôi. Rồi, sau khi các bạn vệ sinh xong này, các bạn bôi keo tỏa nhiệt vào đây, vào quạt được mà vào chip được. Mình thì mình hay thích bôi vào quạt bởi vì để còn đọc được thông tin của chip nên là mình toàn bôi vào quạt thôi, chứ mình không ít khi bôi chip á. Đó, chúng ta sẽ bôi một ít vào quạt như này và lắp lại. Đó, lắp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ là lắp thì mình phải xoay cái mấy cái chấu ở dưới chân quạt này vào. Đó. Vậy thôi. Về vệ sinh nguồn thì cũng thế các bạn nhé. Các bạn chỉ việc lau hết phần bụi đi thôi. Còn không thì các bạn có thể tháo cái lắp này ra vệ sinh bên trong. Hoặc là các bạn sẽ sử dụng quạt thổi thẳng từ đây xuyên qua đây. Cái này của mình nó vẫn còn khá là sạch, mình cũng không cần phải vệ sinh quá nhiều, chỉ cần lau qua như này thôi. Ở đây là con cooler 750W các bạn nhé, chuẩn 80 plus. Con này rất là đắt hơn là con Seasonic này, nên là chúng ta sẽ lại sử dụng con này thôi. Mình nhớ nhầm, mình cứ tưởng con này nó là con 500W. Với ca hình ấy thì các bạn có thể tháo hết các cái chân ốc này ra để nhấc cái cụ tỏa nhiệt này lên, sau đó là lau sạch bụi ở trong này. Tuy nhiên là con này của mình vẫn còn đang rất là sạch nên là chúng ta không cần vệ sinh. Và các bạn lưu ý một điều nhé, những con nào mà còn nguyên cái tem nằm trên này này là những con đấy chưa bị mở. Như vậy là toàn bộ quá trình vệ sinh và lắp ráp đã xong.
chúng ta sẽ bật máy lên và tận hưởng thành quả. Con Sisulix này chúng ta lại để cho nó nằm xó vậy, bởi vì công suất của nó thấp hơn rất nhiều so với con cooler của mình. Mình nhớ nhầm mất rồi, tí mất tiền rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình vệ sinh cái cây máy tính như nào cho nó sạch sẽ và hoạt động một cách trơn tru. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.